Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tại Hải Phòng trời nhiều mây có nắng nhẹ, tuy nhiên nền nhiệt vẫn còn khá cao. Dự báo trong đêm nay và ngày mai nhiệt độ hạ thấp khoảng từ 5 đến 7 độ so với ngày hôm nay, xuống mức từ 16 đến 25 độ, trời chuyển rét. Độ ẩm dao động ở quanh mức từ 85 đến 90%. Đêm nay không có mưa nhưng sang đến ngày mai, khu vực trung tâm thành phố và các vùng phụ cận có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sang đến ngày 1 tháng 12, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ hạ xuống mức từ 10 đến 17 độ. Riêng khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiệt độ có sự khác biệt với đất liền, dao động từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Từ ngày 30 tháng 11, mực nước các sông chịu ảnh hưởng kỳ chiều cường, mực nước cao nhất xảy ra vào buổi sáng đến trưa, gây ngập úng vùng trũng thấp, đường nội thành ven các sông Lạch Chay, sông Kinh Thầy. Người dân nên lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chuyển sang thời tiết các khu vực khác trên cả nước. Do chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, trời chuyển rét. Từ ngày 1 tháng 12 trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 15 đến 26 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, độ ẩm cao từ 90 đến 95%. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi. Từ ngày mai 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm mai 30 tháng 11, phía Bắc trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 17 đến 28 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc từ đêm mai 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ban ngày trời chuyển nắng, nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên từ 19 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Còn Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết cho 3 ngày tiếp theo tại thành phố Hải Phòng. Hồng Trinh xin kính chào tạm biệt quý vị.